Đó, bên Thiện ơi, những cái máy nó tơ dư 53, tơ dư 45 anh em mua bên Thiện. Bên Thiện đều bỏ kem và siêu như hết cho anh em nè. Đó. Ha. Để hạn chế tình trạng chạy xăng nha anh em. Chứ không có cái siêu này thì ngày xưa nghiên cứu rất là đau đầu cái tình trạng chạy xăng này luôn. Nghiên cứu chưa ra anh em. Hiện tại thì Thiện đã nghiên cứu ra cách để hạn chế chạy xăng trên tơ dư 53 rồi và rất hiệu quả nha. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Quang Gia Lai nha. Thì hôm nay những cái món này là những anh em mua hôm nay nha. Gồm có như Kawasaki Tojin 3 này, Hubana 51 này, Tato 53 này. Cái này là cái mũi khoan đất 30 mà anh Trường ở Đắk Nông mua thêm nha anh em. Như anh em biết là hiện tại máy Tato 53 này thì có thể nói là top 1 thị trường rồi. 3,9 triệu nha, miễn phí vận chuyển kèm rất nhiều quà tặng. Nòng 41 ly này. Rồi bạc đạn NSK toàn bộ này, tay ga bây giờ tốt này. Rồi bộ chế phí qua Pro này. Rồi dây đeo xịn này. Nói chung là nếu mà trong tầm tiền này 3,9 triệu thì Tato 543 là một máy đỉnh nhất thị trường hiện tại rồi anh em ha. Đó, rồi tiếp tục là hôm nay thì anh có ba anh khách mua Kawasaki Tojin 3 nha. Còn anh này là ảnh ở miền Tây ha. Ảnh mua cái bộ cần của Moto Yamaha Pro rồi anh em, thì anh em sẽ nhận được cái cần như thế này nha. Cái cần nè, dây đeo với lại mấy nhánh cỏ nó to thì cũng ở ngoài như thế này nha anh em. Đó. Còn đây là ba bộ nha, ba bộ Kawasaki Tojin 3. Cái này là của anh Dương ha, anh Dương ở Đắk Nông nè. Còn đây là một con của anh Trường Đắk Nông và một con là của anh Đức ở Lạng Sơn nha ha. Đức Lạng Sơn đúng không ta? Đúng rồi, như Lạng Sơn sao đó. Rồi, thì giờ anh Đức và anh Trường này thì có nhu cầu tích nổ nên Thiện sẽ tích nổ luôn. Và hiện tại anh em thấy là Kawasaki Tojin 3 bên Thiện đang về chung với bộ cần Moto Yamaha Pro nha anh em. Ha, bộ cần này có thể nói là tốt nhất thị trường hiện tại rồi. Tương lai thì không biết sao nha anh em, nhưng hiện tại thì đảm bảo anh em là đỉnh nhất rồi anh em ha. Moto Yamaha Pro nha. Bộ cần này là bộ cần cải tiến của tao, bộ cần Moto Yamaha ngày xưa. Ống cần dày 2,5 ly nha anh em, siêu cứng nha. Ha. Siêu cứng trong rung rất là ok luôn. Đầu bò thì đầu bò khuôn hu. Trong quấn cỏ, bắp chuối thì cũng hiện tại thì đổ bắp chuối khuôn hu luôn. Đó, ha. Dây đeo đây, dây đeo khuôn của Hubana luôn nha anh em. Dây đeo rất là xịn nha. Dây đeo này anh em đeo rất là êm luôn nè. Đó, dây đeo này mà thằng Hubana anh em mua thì tầm khoảng 450. Còn bộ cần Moto Yamaha này thì có dư mấy bộ đó, anh em mua thì 300.000 một bộ như thế này nha. Đó, 300.000 một bộ dây đeo nha anh em. Ha, anh em mua máy thì chắc chắn rồi, sẽ kèm chung. Tay ga cũng có tay ga cỏ dài loại tốt luôn, loại xịn nhất thì chưa hiện tại luôn. Bắp rất êm nha. Hiện tại thì 5,9 triệu nha anh em, 5,9 triệu anh em sẽ có một bộ như thế này. Ngoài ra bên Thiện sẽ miễn phí vận chuyển tặng anh em một cho nhất Echo này, một của cải tiến này, nửa của Đài Loan, một lọc gió nỉ và bốn lọc gió mút nha. Nỉ là tặng nỉ Kawasaki đàng hoàng nha anh em ha, chứ không phải là nỉ hàng nhái nha. Đó, đây qua tặng của mấy anh thì để soạn sẵn này ha, chai nhớt, bộ cước lọc gió. Đó, mỗi người là một phần như thế này. Rồi giờ thì bên Thiện sẽ test nổ cho anh em xem nha. Hai con này thì một con của anh Trường và một con của anh gì đây, anh Đức ở Lạng Sơn sao ạ. Hôm nay thì Thiện lại lắp bắp chuối rồi nha anh em, chứ không lắp bắp chuối mà anh em nổ là không được đâu. Cái Kawasaki hiện tại anh em thấy là gen tư nó chỉnh nó cũng khá tương đối rồi đó, không như ngày xưa pin của nó chỉnh rất cao nha anh em, nhưng hiện tại thì gen tư của nhà máy nó chỉnh cũng tương đối rồi, cũng không cần phải chỉnh lại nhiều lắm ha. Nhưng ngày xưa là nổ gen tư lên là nó rú lắm luôn á. Và các máy anh em mua bên Thiện á, lắp xăng là Thiện đều bỏ kem cái siêu vô hết nha anh em, để hạn chế gãy xăng nha. Đây mở lên bạn. Đó, bên Thiện ha, những cái máy Tojin 3, Tojin 45 anh em mua bên Thiện. Bên Thiện đều bỏ kem và siêu như thế này hết cho anh em nè. Đó ha. Để hạn chế tình trạng chạy xăng nha anh em. Chứ không có cái siêu này thì ngày xưa nghiên cứu rất là đau đầu cái tình trạng chạy xăng này luôn. Nghiên cứu chưa ra anh em. Hiện tại thì Thiện đã nghiên cứu ra cách để hạn chế chạy xăng trên Tojin 3 rồi. Và rất hiệu quả nha. Cực kỳ đơn giản mà rất hiệu quả luôn. Anh em nào mua máy bên Thiện hay không mua máy bên Thiện như vậy, nói chung là cứ cần cái siêu này thì cái lô Thiện gửi cho anh em nha. Đó, siêu không tính tiền mà tiền ship anh em chịu nha anh em. Anh em mua máy bên Thiện thì mua thêm gì đó rồi thì gửi kèm siêu luôn cũng được. Còn anh em mà là không mua máy bên Thiện thì anh em nếu kiếm không ra thì cứ alo Thiện, Thiện gửi cho các em cái siêu, anh em chạy tiền ship nha. Cho qua Tokyo Tokyo Mai nha anh em. Gen tư này nó cũng khá tương đối rồi anh em. Rồi, ok. Đấy. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ Thiện nha. Ok. Anh em nào quan tâm về những cái máy này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới comment Thiện.
hoặc là số điện thoại của anh dưới phần bình luận á, thì rồi để trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về những cái bộ này để anh em có thêm tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới thì biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha.